Về thập thiện có tám giới con đã làm được rất dễ dàng, rất dễ dàng. Còn tà dâm và sát sanh thì còn đấu tranh. Về tà dâm thì lỡ lắm thì chỉ suy nghĩ thôi chứ không nói không làm. Ăn mặn thì cũng lỡ suy nghĩ thôi chứ không nói, ăn chay thì ăn 10 ngày. Hiếu thảo thì còn có lòng yêu thương chứ con ngại nói ngọt và biểu cảm, học hành thì chưa thành công. Như vậy kiếp sau con có được sinh lên cõi trời hay còn được mang thân người không ạ sư? Cái thứ nhất á, là quý vị hiểu sai về cái giới không sát sanh. Cái chuyện rõ nhất là quý vị hiểu sai về giới không sát sanh. Mà muốn muốn biết cái giới không sát sanh nó như thế nào thì vui lòng quay lại cái lớp giáo lý Phật pháp. Sư đã có dạy về cái giới không sát sanh. Mà khi mình hiểu sai về giới không sát sanh, tức là mình chưa có chánh kiến. Mà mình chưa có chánh kiến thì có nghĩa là trong ba cái giới, trong ba cái giới thuộc về tâm của 10 giới thập thiện á, của tâm thập thiện á, là vô tham vô sân và không tà kiến, thì mình thua, mình mất cái đó rồi, rớt cái vụ đó rồi. Trong khi đó cái chánh kiến là cái quan trọng nhất. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, tà kiến thì nó sẽ làm cho các pháp bất thiện chưa sanh sẽ sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh khởi sẽ đi đến sự tăng trưởng. Cho nên là mình hãy cẩn trọng ha. Tà kiến, lại thêm một nữa, tà kiến này tỳ kheo, nó khiến cho các thiện pháp chưa có thì sẽ không có, và nếu có rồi thì nó sẽ đi đến sự hoại diệt. Cho nên là cái chánh kiến là cái mình phải coi chừng nhất. Đó là cái quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai trong ba cái tâm vô tham vô sân không tà kiến. Bây giờ nãy sư mới nói cái vụ tà kiến rồi ha. Vô tham nói nhỏ nhau nghe ha. Còn có lòng yêu thương, quý vị tự thừa nhận còn có lòng yêu thương thì nó là tham đấy. Mà mình dám nói mình vô tham thì như vậy có nghĩa là mình phạm luôn cái giới là mình không có nói dối đấy. Thì tức là sư phân tích một hồi thấy quý vị thấy cái giới mình nó thủng tùm lum hết trơn, mà bây giờ mình dám nói là con giữ được dễ dàng thì ô thôi rồi. Thì đúng đúng là cái chuyện mà mình giữ được tám giới trong thập thiện rồi thập giới đó, thập giới thì đảm bảo cái vụ gọi là sanh thiên hoặc là sanh cõi người, nhưng mà do cái giới của mình nó thủng nhiều quá cho nên là không ai hứa được hết trơn hết. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có ý kiến gì hay không, nãy giờ đánh quá không biết Đại Đức có xoa không. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thật sự thì thú thật quý vị nha. Nếu mà sư câu này nè, sư Đức Hành sẽ trả lời trước á, thì sư cũng nói y như Đại Đức Hành Tuệ. Nghe nói cái điểm gì? Cái điểm chính thôi vậy. Cái điểm chính là cái chánh kiến. Chánh kiến thì giờ sư không có thấy ở đây. Có nghĩa là thấy rất là nhiều. Ở đây đề cập rất là nhiều, nhưng mà lại cái vấn đề chính, cốt lõi, chánh kiến lại không có đề cập. Cái đó rất là quan trọng thưa vị, bởi vì 10 thập thiện thì đối với 10 thập thiện thì là 10 thập ác thưa vị, mà sư đã nhắc rất là nhiều trong nhiều cái bài giảng trước. Phỉ có ba cái là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Cái tà kiến ác này mới quan trọng mà lại không có nhắc tới, tại vì xin thưa quý vị, một cái người mà sư cho là giữ ngũ giới tròn đầy, thậm chí tạm đi gọi là tạm cho là giữ chín được rồi, bảy bảy cái bảy cái thập thiện tốt đúng không, hay là tám tám cái thì tám cái chín cái luôn đi. Nhưng mà riêng cái tà kiến ác á, mà lỡ lỡ dính vô tà kiến ác rất là nguy hiểm. Tại tà kiến ác là đại diện cho tà kiến cố định thưa vị, mà tà kiến cố định này trong rất là nhiều bài giảng sư đã nhấn mạnh vấn đề này rồi. Quý vị có thể giữ giới, vị làm gì sư không biết, nhưng mà khi quý vị đã có cái tư tưởng tà kiến ác á,
thì khả năng đi địa ngục cao, rồi cái đường đạo và quả, khi quý vị dính vô tại kiến ác, cái đường đạo và quả quý vị đã bị cắt hoàn toàn đó. Cho nên là làm gì làm phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là chánh kiến trí tuệ, rồi quý vị đó là rất quan trọng. Ở đây thì chưa thấy câu hỏi này nó có nhiều cái, có vẻ cái vị này vẫn đang là mình đang hiểu nó chưa đầy đủ lắm, chưa đủ lắm. Là sao? Là hiểu thập thiện là tốt nè, đúng không? Về tà dâm thì lỡ lắm thì suy nghĩ thôi, đúng không? Chứ không có làm. Nhưng mà phải hiểu cái tà dâm này, bữa sư cũng đã nói rồi, cái nghĩa là cái suy nghĩ và tà dâm đó, nó cũng là một cái hình thức của gọi là tham ác, nó cũng gọi là tham ác đó nha, chứ không phải đơn giản thôi nha. Rồi ăn mặn thì cũng lỡ suy nghĩ thôi chứ không có nói. Thực sự cái vấn đề ăn mặn lỡ suy nghĩ thôi nó không liên quan, thưa vị. Mà nếu mình nghĩ mình nói là gì nè, mình nói là sát sanh lỡ có suy nghĩ thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà bị nghĩ tới sát sanh thì đó cũng là tham ác nữa, nó nói như vậy đó. Không, cho nên là giờ mình bỏ cái gọi ăn mặn, bỏ bế đi ha, tại vì ăn mặn nó vấn đề ăn nó không liên quan. Vấn đề ăn và ăn ăn uống nó chỉ là phương tiện thôi quý vị. Còn cái thân khẩu ý quý vị nó có trong sạch không, nó có thanh tịnh hay không, lại là một cái phạm trù khác. Vì nó ăn chay thì ăn được 10 ngày rồi. Hiếu thảo thì có lòng thương. Hiếu thảo thì có lòng thương chứ không ngại nó ngọt biểu cảm, học hành chưa thành công. Rồi cuối cùng thì vi này chốt lại là có sinh lên cõi trời mà mang thân người không. Thì cái nói là có hay không đó thì bản thân sư đây, sư không có dám đưa ra câu trả lời, thì vì bản thân quý vị mới chính là cái người đưa ra cái câu trả lời trung thực nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Đại Đức Hạnh Tại và sư cũng nhắn lên mạnh một lần nữa, quý vị phải xem lại cái chánh kiến của mình. Cụ thể là quý vị phải xem, học lại, xem lại cái kiến thức Phật pháp nền tảng căn bản của mình như thế nào, rồi cộng thêm cái, như khi mình học xong đó rồi mình đem ra mình thực hành, mình áp dụng nó đúng đắn. Nó đúng đắn nha, phải nói là gọi là đúng đắn, nghe học xong phải đem ra áp dụng đúng đắn nữa, đúng lời Phật dạy nữa đó. Rồi trong một cái thời gian mà dài, chứ không phải là kiểu mà giống như là tu bạc tham, đúng không? Thỉnh thoảng ngày nào rảnh rỗi mới tu, còn bận thì thôi khỏi tu đó. Đó thì thỏa những cái điều kiện mà chị sẽ nói đó, thì nhắc lại một lần nữa nè. Thứ nhất là phải suy xét về cái khía cạnh mà Phật pháp nền tảng mình, Phật pháp căn bản mình vững, nghĩa là mình có pháp học rồi, xong mình đem ra mình áp dụng hành cho đúng theo cái pháp học mình đó, cái là Phật dạy đó, rồi áp dụng một cách thường xuyên và lâu dài, thì những cái điều kiện sau đây nè quý vị mới tự, nghe là đủ căn cứ để trả lời cho mình là mình có thể là kiếp sau có thể là lên cõi trời hay là có thể trở lại mang thân người không. Quý vị chính là người có trách nhiệm trả lời với chính mình cái câu trả lời này, cái câu hỏi này, thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi đây. Ta qua câu hỏi tiếp theo.